Ê chúng mày, tao thấy nhìn đi nhìn lại em vẫn xinh nhỉ? Công nhận đấy. À, tao gặp anh ấy ở công viên lúc đang tập chạy. Thế cho nên kế hoạch là chắc để ta điểm anh. Đó là lý do tôi đừng ghét thể thao. Ai muốn tập cùng với một đứa tay chân lẻo khẻo như tôi cơ chứ? Lại gặp cậu rồi. Thôi chết. Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Sao mình rất hay chạy đây mà chẳng bao giờ thấy cậu nhỉ? Tôi hay chạy buổi sáng sớm. Mình cũng rất thích chạy nhưng mà phải dậy sớm quá thì ngại lắm. Thể dục buổi sáng thì có lợi cho sức khỏe chứ sao? Ra đây cậu sao? Mình yêu thể thao, thích lượn lờ siêu thị. Mình trông cậu có vẻ không giống hai kiểu người đấy cho lắm. À thì tôi là kiểu... À, tôi còn tham gia vào câu lạc bộ siêu anh hùng nữa. Tôi là chủ tịch câu lạc bộ đấy. Siêu anh hùng á? Thật á? Các cậu làm những gì ở đấy? Chúng tôi ngồi xem phim. À không, à không. Chúng tôi làm phim. Bọn tôi tự làm tất cả. Nghe hay đấy. Mình thì cũng rất thích làm phim nhưng mà chưa có cơ hội cả. Thế bao giờ các cậu làm phim thì cho mình xem với nhá. Mà muộn rồi, mình phải đi về đây. Bye bye. Lần tới có dịp. Thế là hẹn hò à? Tuyệt vời. Chiều nay phải đi cắt tóc ngay. Mai rủ thằng Huy đi mua quần áo nữa. À, thêm một đôi giày thể thao mới nữa. Trông phải ra dáng dân chạy bộ một tí chứ nhở. À, không được không được. Để thằng Huy biết thì chết. Nó sẽ không hiểu là tôi đang thu thập thông tin để giúp nó. Mà tôi mà không giúp ấy thì sao mà cái thằng nhát gái đấy có cơ hội cơ chứ. Này, thầy rõ ràng lúc nãy em Linh vừa chạy qua đây thì phải. Riêng đã về khoản điều tra, cứ phải để tôi. Khi bạn ngồi lì ở máy tính 6 tiếng liên tiếp, xem hết một lượt trang cá nhân của đối tượng từ khi gia nhập Facebook, lục lại toàn bộ album ảnh và bắt đầu thuộc lòng mọi thứ cô ấy viết. Thế có phải là yêu không nhỉ? Không, 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 không đúng. Tôi chỉ đang thu thập thông tin thôi. Thu thập thông tin thôi mà. Với cả là cô ấy sẽ chẳng thèm để ý đến một thằng như tôi đâu. Tôi chả có gì hay ho cả. Cái gì mà thể dục buổi sáng có lợi cho sức khỏe, rồi lại còn chủ tịch câu lạc bộ nữa, lại còn làm phim nữa. Ôi trời ạ, sao tôi lại vòng vo một cách ngu xuẩn thế nhở? Đúng là một thằng thất bại toàn tập. Này Huy ơi. Mà thôi, không có gì cả. Mà giờ cũng chả biết thú nhận với thằng Huy ra sao về cuộc gặp gỡ giữa tôi và Linh nữa. Nó sẽ hiểu nhầm tôi mất thôi. Chờ đã. Cái gì thế này? Đây mọi người. Vào đây. Mày định kết thúc mùa hè như này sao? Ý mày là sao? Sao cơ? Ý tao là loanh quanh, luẩn quẩn, rồi trở lại trường,
và chả có gì thay đổi cả. Chúng mày định kết thúc mùa hè như thế thật sao? Tao chả là có vấn đề gì cả. Mày thử nói rõ hơn xem nào. Ý tao là tao quyết rồi. Mùa hè này mình sẽ đi Sài Gòn. Mùa hè này mình sẽ làm phim.